Chúng tớ là học sinh mầm non BBK. Ngày khai giảng mầm non BBK đồng thời là ngày hội thể thao mùa thu rất sôi động, háo hức. Mỗi lớp tại BBK được đặt tên theo một loài hoa trong khuôn viên trường. Các anh chị lớn là loài hoa lộc vừng rực rỡ trên thân cây vững chãi. Các em bé hơn là hoa phong lan tỏa hương dịu dịu bên hè. Các bạn bé nhất là hoa quỳnh anh, còn hé nụ lúc sớm mai, chờ bàn tay vun tưới của thầy cô. Học ở mầm non BBK thật là vui. Ở BBK, chúng tôi đã cùng nhau làm được bao điều bổ ích. Điều tôi nhớ nhất ở BBK là xin chào các bạn, tôi tên là Ngô Lan Kiệt, năm nay tôi 6 tuổi. Tôi rất yêu những cô là chủ quan để hơn cô Hoa thì đang cẩn thận để cô bán nước ngoài nữa. Tôi rất thích học ở đấy bởi vì có nhiều đồ chơi, cả sân chơi ở ngoài trường. Tôi rất thích các bạn ở đây, nhất là bạn Nhật Linh, tôi đi ngủ tại thì tôi hay gấp chăn với bạn Nhật Linh, bởi vì bạn ấy thích kiểu gấp chăn. Tôi sẽ khó chịu bởi vì vẫn nhớ rất là tiếc, bởi vì bạn ít thì bạn ấy là to ổn bắt đầu với cả bạn nhớ thì bạn ấy còn đưa tay ra đấm mặt nữa. Kính thưa có thể hear we come, we know we'll have lots of fun, lots of things to make and do, reading, writing, counting too. Kindergarten, here we come. We know we'll have lots of fun. We make new friends, we learn to share. We learn to take turns and always play fair. We learn some songs and things to do. Kindergarten was fun. The whole year through. Là năm trăm tôi là Minh Đức, năm nay tôi 6 tuổi. Năm cảm tưởng về BBK. Năm thích bạn Tít và bạn Akay. Năm thích bơi ở trường BBK. Con thích chơi với các bạn. Con thích học bài. Và đặc biệt là cắt giảm.
con thích đi xe đạp của bạn cha vì con thích đi xe đạp. Xuân năm bị gãy một cái răng, nhưng mà lúc Xuân năm 6 tuổi thì sẽ mọc lại cái răng mới. Mọc được lại đấy. Ở lớp con có chú Phan Công An, cô Thu, thầy Đan, con sẽ là hết rồi. Xin giới thiệu, con tên là Nguyễn Thị Hương Giang. Năm nay con học lớp Hoa Lộc Vườn, trường BBK. Con sắp đi học lớp 1. Con rất là nhớ các cô và các chú và các em bé. Con học được học bài thơ, được chơi và được múa và được cô thơ kể chuyện. Hôm nay con xin hát bài Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ rất xinh xinh. Mai em vào lớp 1 rồi, nhớ lắm quê sao được trường mận non thân yêu, nhớ lắm quê sao được trường mận non thân yêu. Một năm học trôi qua thật nhanh, khóa 1 của mầm non BBK đã tốt nghiệp rồi. Chúc các bạn lớp Hoa Lộc Vườn tiếp tục tỏa sáng như những ngôi sao nhỏ BBK nhé!